Kính thưa quý vị và bạn, tại Thanh Hóa liên tiếp ghi nhận các ổ dịch sốt xuất huyết trong cộng đồng, tuy nhiên công tác phòng chống dịch vẫn chưa thực sự quy liệt. Tại các khu dân cư ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết của Thanh Hóa vẫn có tình trạng rác thải tràn lan, nhiều vật thể thải chứa nước, tù động, không được loại bỏ. Tại các hộ gia đình, vật dụng chứa nước có loang quăng, bọ gậy. Nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Hải Thanh có chỉ số vector truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết vượt ngưỡng cảnh báo. Chính sự chủ quan, thiếu ý thức tự giác của người dân là nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát lây lan. Chính quyền địa phương cũng chưa quyết liệt, sát sao trong việc triển khai các biện pháp không chế dịch. Bộ Y tế dự báo dịch sốt xuất, xuất huyết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Sự chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch sẽ phải trả giá rất đắt. Do đó, cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể các địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn trong tuyên truyền kiểm tra kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng dịch mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức tự giác chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch được khuyến cáo